Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã đến video mới của mình là Châu già đây. Nay chắc mình kiếm cây S686 mình làm pháp sư Trung Hoa mọi người. Bữa chưa kịp làm mới cầm được cái súng cây lõ luôn. Cái gì? Mới có súng ra chơi tôi luôn à? Dễ ăn lắm. Ở đây rồi, đây rồi. Pháp sư Trung Hoa đây rồi mọi người ơi. Dạo này mình cứ bị đam mê mọi người, một cây súng sấy, một cây shotgun mọi người à. Đó, đứng trống nè bạn ơi. Ok, yếu rồi. Từ. Mấy chân dọc này. Làm gì? Làm cái gì đó bạn ơi, để tôi. Ồ, cả hết là ngày của tôi bạn ơi, tự nhiên có mạng luôn nè. Còn thanh niên này nữa. Một cây shotgun với một cây súng sấy là đúng combo luôn người ạ, à. Quỷ diệt. Đi solo squad thì cầm combo đó thôi. Auto top 1 người ạ. Mấy chân bên đây nè, không biết trận này được top 1 nha. Hay lỏ nè, đúng rồi bạn ơi, ra cho tôi gạt đi. Cái này vậy? Ôi, để tôi. Cả hết là ngày của tôi bạn ơi. Chạy kìa. Trời nè bạn ơi. Phía ngoài vẫn còn tiếng chân nè, từ từ ra bắt ngoài trước người ơi. Kệ lại cái S686 cái. Giờ thọc tới không chị thằng này luôn người ạ. À. Rồi bạn ơi. Đúp. Ui da, lỏ rồi. Lỏ rồi, tôi móc AK, tôi sấy thôi, làm gì can. Thục lỏ vẫn còn AK người ạ. À. Có tiếng súng. Qua luôn. Ngó ai vậy? Đâu rồi? À, trong cái chòi, rồi, để tôi hiêu máu rồi bạn tới công chuyện bạn với tôi. Ngó nè. Ôi trời, nghiêng cũng nghiêng hộp luôn. Nghiêng lộn hướng, lỗi kỹ thuật thôi bạn ơi. Sấy cho mắm vố vô. Gạt luôn nè bạn ơi. Nãy tôi nghiêng người lộn bên thôi. Bòi đi đâu. Còn nào nè. Ô, boss gì? Ôi, để tôi. Kết là nghề của tôi. Chắc còn đồng ơi. Ra đây bạn ơi. Thôi, mua đạn người. Mình đang có thùng mà chủ yếu mình mua đạn là nhiều người ạ. Bắn hao đạn quá chị hao. Nếu người hay cho mình xin một like, đăng ký kênh nhiều người, cảm ơn rất nhiều ạ. Mãi yêu ạ. Quỷ châu lỏ ạ. Vô luôn người ạ. Cái gì vậy bạn ơi? Sao nè bạn ơi, trời ơi, diễn con mượt lắm mọi người ạ. Lâu lắm rồi mình thâm thục, cũng con mượt lắm. Trong đây còn hai người nè, còn một thằng đúng người ơi, trừ mình ra còn một nè. Mới thấy đâu bên đây nè mọi người ạ. Đó rồi. Kìa nè bạn ơi, trời ơi, một viên, một mạng, trời ơi, diễn con mượt lắm mọi người ạ. Nghiêng đầu qua, tạch, nó nghiêng hụt cái lỏ luôn. À đúng rồi, có Honey Bigger nè mọi người. Có bạn hỏi mình là Honey Bigger bị giảm sức mạnh sao không thấy ai bắn hết trơn. Ok, nay mình sẽ bắn thử nha, mọi người cảm nhận nha, chứ mình không biết nó giảm hay không nữa. Ồ, ai đây? Bé boss hả? Cho mình xin. Mà lem. Ồ, thanh niên đi dán trượt. Ồ, nhảy nữa đi bạn ơi. Mình nghe cái gì cái rột luôn người à, kiểu như xương cốt nó bị gãy hay sao á. Ngu người. Nhảy nó đi. Đồng đội bạn đâu? Đi dán trượt nè bạn ơi. Gặp thủng lông rồi lo chạy đi nha. Ủa thanh niên đi có hai thanh niên đi đấy. Chặn đâu. Ồ, quay xe nhảy đấy. Ồ, bắn tôi luôn à. Ủa vậy. Ủa cái gì vậy? Sao không chạy luôn đi, quay đầu lại là lỏ rồi. Ồ, có tiếng súng ở đây. Để tôi xíu, tôi tới luôn nè bạn ơi. Rồi, đâu rồi. À nằm. Nằm, ôi trời, nhảy đấy. Bắn luôn nè. Rồi bên kia có tí số bắn người, đợi xíu, qua luôn. Qua kiếm mối người ơi. Đâu rồi bạn ơi? Ồ đây, có tí chân, bắn tôi luôn à, xuống chơi luôn. Ô, con nào bắn ngoài nữa người ạ? Ở đâu vậy? Cho tôi cái địa chỉ bạn ơi. À, bụi cây. Trời ơi, cái tâm nó đánh cho mọi người, cái tâm nó rung lên rung xuống kìa. Rồi. Trời. Trời ơi, nghe cái pen luôn nè. Honey Bigger đã giật còn chơi X6 luôn nè. Đặc biệt chơi luôn Silent nó mới chịu. Chơi nó mới chất lượng. Đâu rồi bạn ơi, ra cho tôi gạt đi. Để mình xáy cho người xem nè. Mọi người thấy cái tâm không? Nó đánh lên đánh xuống luôn á. Hay do mình ghiềm dở ta. Cái này mình nhớ là đặc biệt cái táp rất là dở. Mọi người thấy cái táp không? Cái đường đạn nó bị sao. Nó không có thẳng như người ta táp là cái đường đạn nó đi thẳng. Còn này táp nó cứ ngóc lên ngóc xuống không biết diễn tả sao luôn người ạ.
Trong đây có một thằng nào người ấy. Ở đâu vậy bạn ơi? Tôi vô tôi kiếm bạn nè bạn ơi. Ồ nghe tiếng xe, nghe tiếng xe. Ồ xe chạy à, lấy xe chạy à. Chạy đâu, chạy đâu. Ồ vậy đâu, vậy đâu. Chạy vô chỗ chết rồi bạn ơi. Đâu vậy đâu à? Nhảy à, nhảy nhảy. Nhảy nè bạn ơi. Chạy. Đau 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 đau. Đau đấy bạn ơi, đau đấy bạn ơi. Thấy tôi lo chạy hướng khác đi, còn quay qua hướng này là tới hướng chuyện bạn rồi. Lắm. 19 kêu người ạ. À. Ồ có ai nằm đây, có ai nằm đây. Sao nằm đây bạn ơi? Thôi chắc mình bỏ khủng long người. Chơi khủng long điếm thúi quá, sao tụi nó chơi lại. Đã đến lúc tạm biệt bạn khủng long rồi. Lấy bút ghi đi săn không người ạ. Bút ghi mà là chân ái của mình thôi, mình chỉ auto bút ghi thôi. Ủa có xe bốc khói, ủa có ai ngồi ở đây luôn ạ. À? Ủa sao vậy, đâm đầu vút cây bốc khói ngồi đây luôn hả. Ui ui ui. Đâu vậy, à bên kia bên kia bên kia. Bắn nè bạn ơi, mọi người thấy công dụng của cái thùng này không? Ngoài mua đạn ra còn để chặn đạn luôn người ạ. Xíu nữa hẹo mọi người, cái thằng nó chui đâu ra vậy không biết. Mình chỉ thấy cái thằng ngồi trên xe thôi. Tưởng đâu kèo thơm chứ ai về xém lỏ mọi người ạ. Gạt bạn luôn nè, bắn lén tôi nè bạn ơi. Tới công chuyện bạn rồi. Còn thằng đi kia đâu rồi? Sao tự nhiên ngồi trên xe luôn vậy? Đồng đội bắn bốc khói ngồi giận trên xe luôn hả? Lắm. Giờ phải đi xe cà tàn nè mọi người. Hình như ngoài thính có người. Có tiếng súng bắn luôn kìa. Thính có người mọi người. Có khủng long ngoài đó kìa. Từ lên nhà quan sát con người, có liếm láp được bạn nào không? Phải như vậy chứ. Đây nè. Hai con Raptor với một con Buggy nè mọi người ạ. Không thấy ta. Nãy mình nghe tiếng nào bắn 124 hướng dưới đây nè mọi người ạ. Ủa tụi nó đi hết rồi ta. Ồ còn tiếng súng bắn nè. Chúng nè. Mọi người thấy nó táp không? Sida vãi cá liền luôn, tóc giật lên. Đạn kiểu gì không biết luôn. Đừng trong rồi. Đợi xíu. Ôi trời. Đứng yên cho tôi bắn đi bạn ơi. Ôi trời, vòng qua đây mọi người ạ. Mở góc bắn rồi, tụi nó núp đó, mình đoán không được mọi người. Táp ai lên thuốc xanh bên đây nè. Hở ra. Ôi trời ơi, sấy dở thế nha. Châu đỏ mà. Sấy vậy mới đúng là châu đỏ chứ. Ôi lên xuống bông chạy. Chạy đâu, xuống đây chơi tôi nè bạn ơi. Nãy thấy con nào áp sát ở đây nè, đâu rồi. Không được, nhầm lại mọi người ạ. Chạy qua đó giống lắm, tụi nó sấy lỏ luôn á. Á, à, không có cái mũ nè bạn ơi. Đổi cái đầu chọc đi đâu vậy. Ui, yếu rồi. Bình tĩnh. Vòng qua đây. Kia rồi cho tôi gạt đi. Ở đây đúng rồi. Cho tôi gạt đi bạn ơi. À, có ốp. Bình tĩnh anh trai. Đẩy vô đầu cái này đi luôn người ạ. Cái mũ không muốn hư rồi. Ủa, trái kế. Bắn ốp tôi xong chạy à, sợ à. Biết sợ rồi hả? Chắc đi hồi sinh đồng đội mọi người ơi. Chạy đi ra mình lướt ít đồ mình lấy chiếc xe đi luôn. Ủa còn là ngó này. Ui. Có thằng ốp còn người ạ. Ui, ngoài đây ba thằng. Khi chạy rồi. Xong bạn rồi, đồng đội bỏ bạn rồi, chắc nó lên hồi sinh đồng đội mọi người, lên trên đó luôn nha. Nghe tiếng súng bắn nè. Ô, con khủng long này nè. Thanh niên. Ô, thanh niên chạy đâu thanh niên? Dí thanh niên kìa luôn người ạ. Úi. À, nhờn chúng tôi chạy bạn ơi. Tôi lùa bạn cho tới chết. Ôi, nhờn, thằng này nhờn thiệt luôn nha. Rồi, xong. Chưa thấy quan tài, chưa đủ lệ bạn ơi. Đợi tôi chút, cứ chạy đi. Bạn chạy tới cỡ nào? Bạn thích chạy cho tới đâu? Tôi dí bạn cho tới đó bạn ơi. Ôi, né tốt vậy. Rồi đó, à không lọc, tắp đấy, không nhảy xích. Rồi xong. Đấy, không có hấp sư chung qua ra. Hấp sư chung qua. Vô. Hơi lỏ. Bạn hơi bị quằn nha bạn. Bạn quằn tôi trên kia, bạn còn quằn tôi dưới đây nữa. Hấp sư chung qua này hơi lỏ người ạ. À. Thục hơi lỏ chút nha. Hình như còn cái hơn đi bích gơ cút vớt. Chứ không mà lỏ rồi. Cầm xuất gân mà thục hụt rồi chỉ có lỏ luôn người ạ. À. Chỉ có tí súng, chỉ có tí súng, lên luôn. Phải có trái có luôn nè mọi người. Mình vô chính giữa nha. Chờ tôi chốt. Có ai vậy? Gạt qua luôn nè. Dòng bỏ phải bắt tụi bên phải mọi người ạ. Ố. Nằm gốc cây nè. Con chừng ấp sát gần nè. Ù, hai thằng.
Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Một thằng áp sát gần rồi. Để bắn ngoài trước cho người ạ. Cho cái lửa nè. Chạy ra, chạy ra, chạy ra. Đúng rồi bạn ơi, chạy ra. Còn thằng gần nè. Qua nè, qua nè, qua. Pháp sư Trung Hoa nè bạn ơi. Phải như vậy, pha đó mà học là lỏ thiệt đó mọi người ạ. Không có đường nào chối cãi luôn. Con nào đắp vô xuống nè, con nào đắp vô xuống nè. Chú ấy. Ồ, không vô, không vô. Ngoài đóng rơm, ngoài đóng rơm mọi người ạ. Ngoài bắn phía trên nữa. Từ từ từ. Trong này lại như người ạ. À, nó đút chốt luôn, nó đút chốt luôn. Đút chốt luôn, chạy 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 chạy. Ui, càng đấy. Cho lưới coi, nó cho lưới coi. Nó bơm nhỏ, nó bơm nhỏ. Chạy vô nè, chạy vô nè. Úi, dính lửa, dính lửa. Này qua, này qua, này. Chạy, 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 chạy. À, vô phòng, vô phòng. Trời ơi. Rung tay mọi người à, tự nhiên chỗ dưới loạn như đó. Nó ngồi trong kia mà. Cái đấy mà hiêu máu được mọi người à. Nó cũng đang hiêu máu thôi. Lên lầu, lên lầu, lên lầu à. Phía ngoài có thằng người ạ. Thằng ngoài chạy vô nè, thằng ngoài chạy vô nè. Tụi chúng tem gì ta. Chạy vô, chạy vô. Ô, ngồi hở cái súng, hở súng nè. Rồi xong xong, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đó đi bạn ơi. Ngồi nè bạn ơi. Úi, nắp hai thằng luôn. Được, 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 được. Ngồi nè bạn ơi. Vô đây, vô đây. Săn tôi nè bạn ơi, săn tôi nè bạn ơi. Dớn mặt, dớn mặt. 31 kill người à. Được, 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 được. Bò luôn người. Trời ơi, nó bắn lộn bánh xe mà luôn mọi người à. Nói không chuyện với này chứ. Khốn nạn thật sự. Ủa, con là ngó kìa. Ê, chạy, 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 chạy. Trời trời trời, mình ngoài bò người à, giờ cái xe sao đi. Nào chơi phá được bến xe vậy. Chơi gì ai chơi lại nữa. Đã 3-4 thằng nó vô quay mình rồi còn chơi bắn được bến xe nữa. Chơi ai chơi lại mấy bạn. Kìa ngó cái nữa. Con ngon con ngó cái nữa. Tiễn mình đi gặp ông bà luôn. Chơi shop mọi người. Chắc mình đánh liều quá mọi người ạ. Chắc đánh liều quá lấy chiếc xe chạy đại mọi người ạ. Hình như nó không VTS gì á. Nếu mà nó bắn VTS từ xa nó bắn không trúng mình đâu. Hồi nãy mình nghe nó bắn tạch tạch tạch, không nghe tiếng súng rồi chắc có VTS thôi. Nếu mà VTS từ tầm đó tới đó mày nó bắn không trúng mình đâu mọi người ạ. À. Cứ chạy đi. Bất chấp đi mọi người ạ. À. Chứ giờ không chạy lát chết thiệt á, chết bo chứ không gì á. Bắn kìa, bắn kìa, bắn kìa. Trời ơi, đạn kìa, đạn rơi kìa. Rất tiếc các bạn bắn không trúng tôi bạn ơi. Bạn cũng phải lo đi bo đi. Trời trời trời, cái bo nó sai kìa. Xong rồi mọi người ơi. Giờ không có xe lỏ thiệt luôn á. Thôi tôi không muốn chết bò đâu nha. Bữa giờ đang top 1 ngon lành á, tôi không muốn lỏ đâu. Rồi đây con Raptor, đây Raptor. Chết 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 chết, đúng á. Rồi thầy hiêu máu qua lấy con khủng long chạy luôn người. Chạy thôi. Ủa tôi có chút gì nè. Ôi tôi đang yếu máu nha các bạn ơi, đừng có ai hù tôi nha. Đừng làm tôi sợ nha các bạn. Ôi trên đầu có người kìa mọi người. Đừng bắn em bên ơi. Coi đi súng, coi đi súng. Này có chiếc cúp bồ nè. Rồi để mình chui vô kho mọi người ạ. Phía ngoài đã bắn nè. Ui đứng chống rồi, đứng chống rồi. Trời ơi trời ơi, hình như có nào bắn, nào có bắn. Để ra kẻ ra kẻ ra kẻ. Để tôi, để tôi, để tôi. Ơ kìa. Chơi em chơi cái ếch bạn ơi. Tôi cái ếch được chứ mấy bạn đừng cái ếch mạng của tôi giận á. Giận thiệt sự mọi người, tự nhiên mất hết mạng kìa. Bò vượt quanh kia mọi người, bò vượt bên cảng mọi người. Vô luôn, vô luôn, vô luôn. Tranh thủ tôi nó đang bắn, mình tranh thủ mình vô mọi người ạ. Chứ đắc đợi tụi nó cơ bá xong mình chạy vô trống nó tụi nó ke mình là lỏ luôn. Bên kho có người đứng kìa mọi người, kho 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 đầu bên kia kìa. Tấp kho này nha mọi người ạ. Trong kho này có chiếc xe nè. Mấy có người không? Không nghe đồng tỉnh mọi người chắc không có người. Bò trong cảng rồi. 8 thằng nữa mọi người. Ố. Ứng trống này kẹt luôn, kẹt luôn, kẹt luôn, kẹt luôn. Mọi người hỏi tại sao mình chơi cái cục súc vậy? Bị cái ếch giết cục súc mọi người à, nóc ra gạt. Là có smoke mọi người ơi. Là cơ bát, là cơ bát kìa. Sao ai vậy? Ui, nó sao chết thằng rồi mọi người ơi. Chạy ra, chạy ra, chạy ra, chạy ra. Trời ơi. Thấy mắm vô rồi, sao không chết ta đâu mọi người à.
còn thằng nữa, còn thằng nữa. Kỳ này phải chết chứ, phải chết chứ. Ủa gà luôn mọi người. Hai thằng có hai thằng luôn hả? Còn bốn thằng nữa thôi mọi người. Bên đây hai thằng, còn hai thằng nữa. Rồi được, 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 qua chơi luôn. Phải cận chiến mới móc pháp sư chi qua bắn được mọi người ạ. À. Sao pháp sư chi qua không có tác dụng. Rồi đó. Ủa đang cứu đây. Ui cứu xong rồi, cứu xong rồi. Chơi luôn. Qua lại bạn ơi. Nhiều máu nè bạn ơi. Không được. Hết đạn. Thề xử lý đúng công cờ luôn người ạ. Quái á. Pháp sư Trung Hoa lỏ rồi. Đúng pháp sư lỏ người ạ. Thề chỉ mang tiếng làm pháp sư Trung Hoa mà toàn thục lỏ thôi người ạ. Ui, một thằng bắn chết rồi người. Ui gì còn một thằng thôi. Ngon. Ủa, nằm ngoài đây nè người, nằm ngoài đây. Nằm ngoài trống các bạn ơi. Tôi đây nè. Ngó ai, một gì nè. Ôi chạy. Ôi bà ơi. Ok. Quăng bom tự sát cho nó top 1 luôn người ạ. Sấy kiểu này nữa thôi, xong rồi. Sấy kiểu này chỉ có lỏ thôi. Chạy. Quê mọi người ạ. Mình quyết định là mình lấy cái S686 mình giết thằng này cuối luôn nha mọi người. Uy tín luôn nha. Bên nhà nhỏ mọi người ạ. Thôi mọi người ạ, đến lúc rồi. Mới làm pháp sư Trung Hoa thôi. Nãy giờ mình giỡn với mọi người thôi. Giờ làm thiệt rồi mọi người ạ. Nãy giờ mang tiếng gầm là pháp sư Trung Hoa mà chưa có pha nào đẳng cấp hết mọi người ạ. Ra chơi luôn rồi. Thằng cuối này mình nhất định phải giết là bằng S686 nha. Nó không bắn chết được đâu. Mình áp sát qua nó chỉ có chết với mình thôi. Ok, cái gì vậy? Trời ơi, cạn lời mọi người ạ. Mình mà ngu thứ hai đi không có nào mà ngu thứ nhất đâu mọi người ơi. Lỏ rồi mọi người ạ. Chơi ngu mà lỏ thôi. Thôi bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người video sau.